Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin bóng đá Việt Nam. Ngày hôm nay hãy cùng Ngọc Ánh tìm hiểu những tin tức bóng đá thú vị nhất nhé! Báo chí Indonesia cảnh báo đội nhà khi cùng bảng tử thần với U23 Việt Nam. Lễ bốc thăm môn bóng đá SEA Games 31 đã diễn ra vào sáng ngày 6 tháng 4. Trong đó thì môn bóng đá nam được quan tâm nhất nằm ở bảng A cùng với Indonesia nên Việt Nam đã được báo chí xứ vạn đảo nhận định là đối thủ đáng gờm nhất. Theo đó, chủ nhà U23 Việt Nam sẽ nằm cùng bảng A với các đội U23 Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Leste. Bảng B thì bao gồm U23 Thái Lan, Malaysia, Campuchia và Singapore, Lào. Thầy trò huấn luyện viên Park mở màn chiến dịch bảo vệ tấm huy chương vàng khi mà gặp Indonesia vào ngày mùng 6 tháng 5. Đây là trận tái hiện chung kết SEA Games 30, khi đó U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 để giành huy chương vàng. Tại kỳ đại hội trên đất Philippines, U23 Việt Nam và Indonesia đã chung vòng bảng, Văn Hậu cùng đồng đội thắng 2-1. Báo chí Indonesia tỏ ra liên tục cảnh báo đội nhà khi mà đội U23 nước này trung bảng và được xem là tử thần với U23 Việt Nam tại SEA Games 31. Tờ Bola đã gửi lại thất bại của đội nhà ở SEA Games 30 cách đây 30 năm. Thật thú vị khi bóng đá Indonesia lại đối mặt với Việt Nam. Ở SEA Games 2019, Việt Nam và Indonesia nằm ở bảng B. Kết quả Indonesia thua Việt Nam 1-2. Thật may mắn là Indonesia vẫn giành được suất nhì bảng từ Thái Lan để tiến vào knockout. Sau đó thì Indonesia và Việt Nam gặp nhau ở trận chung kết và một lần nữa chúng ta để thua 0-3. CNN Indonesia cũng nhắc lại những trận thua trước đây của đội nhà trước U23 Việt Nam. Indonesia chung bảng A với Việt Nam giống như kỳ đại hội trước, năm 2019 Indonesia hai lần thua Việt Nam, đứng nhì bảng rồi giành tấm huy chương bạc chung kết. Tại SEA Games năm 2017, hai đội cùng chung bảng và khi đó Indonesia giành huy chương đồng. Trong khi đó, thì tờ Football Five Star của Indonesia thì lại tỏ ra khá bi quan khi mà đưa ra đánh giá. Có thể nói U23 Indonesia đã rơi vào bảng đấu tử thần tại SEA Games 31. Không chỉ chung bảng với U23 Việt Nam, U23 Indonesia còn đối mặt với những đội bóng mạnh khác ở vòng bảng. Tờ Sports Start của Indonesia có bài viết với tiêu đề tương tự, U23 Indonesia góp mặt ở bảng tử thần. Tờ báo này nhấn mạnh, U23 Việt Nam rõ ràng là đối thủ khó khăn nhất với U23 Indonesia ở vòng bảng. U23 Việt Nam và Indonesia sẽ gặp nhau ở trận mở mặt SEA Games 31 vào ngày 6 tháng 5 trên sân Việt Trì Phú Thọ. Loạt trận vòng bảng sẽ diễn ra đến hết ngày 16 tháng 5. Trận chung kết diễn ra vào ngày 22 tháng 5 trên sân Mỹ Đình. Để chinh phục tấm huy chung vàng SEA Games 31, thay cho Shin tae yong sắp tới, sẽ tới Hàn Quốc để tập huấn trong vòng tháng 4. Phần lớn cầu thủ từng thi đấu tại AFF à Cup 2020 đây đánh giá là đội hình có khả năng giành tấm huy chương vàng SEA Games cho đội bóng Vạn Đảo sau hơn 30 năm chờ đợi. SEA Games 31 là ngày hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 23 tháng 5 năm 2022. Đây là kỳ đại hội mà liên đoàn bóng đá Việt Nam xác định là mục tiêu quan trọng cho môn bóng đá nam và nữ. Cụ thể ở SEA Games 30, trong khi U23 Việt Nam lần đầu tiên giành huy chương vàng thì đội tuyển nữ Việt Nam lần thứ 6 lên ngôi vô địch khu vực và có lẽ là mục tiêu cho cả bóng đá nam và nữ ở đại hội này là bảo vệ tấm huy chương vàng. 3 năm trước, Việt Nam lần đầu giành huy chương vàng SEA Games môn bóng đá sau hơn 60 năm chờ đợi. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với áp lực đã được cởi bỏ. Ngược lại, U23 Việt Nam đang chịu sức ép lớn hơn. Họ bắt buộc phải bảo vệ được tấm huy chương vàng tại SEA Games 2022 diễn ra trên sân nhà. Đây không phải là mục tiêu dễ dàng. Tối ngày 31 tháng 3, U23 Việt Nam đã về nước sau hành trình ở Dubai Cup 2022. Không bàn thắng, một điểm sau 3 trận không phải là kết quả khả quan. Điều đáng lo ngại nằm ở chất lượng hàng công. Khả năng tạo cơ hội và dứt điểm thật sự là vấn đề tại Dubai. Huấn luyện viên tạm quyền Lee Jong jin đã thử nghiệm rất nhiều phương án. Đó là lúc giấy lên sự băn khoăn về thế hệ kế cận sau lứa thưởng châu và họ có đủ tốt cho sea games 2021 sau đó tham gia cùng với các đàn anh trong tham vọng giành vé tới world cup 2026 trước khi trả lời câu hỏi đó thì hãy nhớ lại câu chuyện nguyễn thành bình trung vệ 21 tuổi của Viettel mắc lỗi trong cả hai bản thua ở trận đấu trung quốc tại uae tất cả đều thừa nhận bình còn quá non cho một trận đấu và thay vì để bình tiếp tục ở đội tuyển quốc gia hoàn viên park hang seo đã gửi anh trở lại đội tuyển u23 Tuy nhiên niềm tin của chiến lược gia người Hàn Quốc và thanh bình thì không suy chuyển. Tròn trai 21 tuổi đã trở lại và trở thành người hùng trong trận đấu ở vòng loại thứ ba của một cúp gặp Nhật Bản và không chỉ gây ấn tượng với cú đánh đầu mở tỷ số, bình còn thể hiện sự chắc chắn ở trung tâm hàng phòng ngự bên cạnh với Bùi Hoàng Việt Anh cũng là người đồng đội tại đội tuyển U23. Thanh Bình và tương tự như Việt Anh, khó có khả năng đá chính nếu suy mạnh, tiến dũng, đình trọng hay thành trung vẫn sẵn sàng. Nhưng khi cơ hội đến, họ ngay lập tức nắm lấy và chứng tỏ bản thân, đồng thời cũng cho thấy sự trưởng thành sau những sự vấp ngã. Thay vì cục ngã thì họ biến nó thành bài học và động lực để phát triển trở lại. Cách đây ít lâu, chúng ta đã phải ngã mũ thán phục trước sự kiện và sự kiên cường của các cầu thủ U23 ở giải vô địch U23 Đông Nam Á, bị tàn phá bởi dịch Covid-19 và liên tục ra sân với đội hình chấp vá cùng với thể lực là không đảm bảo. Tuy nhiên, Quang Nho, Bảo Toàn, Đình Quý hay là Quang Thịnh vẫn làm nên kỳ tích. Họ đăng quan xứng đáng và đánh bại Thái Lan không chỉ một mà là tới hai lần. Có thể thấy là các cầu thủ U23 Việt Nam không sắc sảo so với mảng miếng tấn công, song họ rất giỏi trong việc tạo khoảnh khắc quyết định. Về tinh thần và khát vọng, dàn cầu thủ U23 này không hề thua thế hệ thường châu. Về tài năng và kết luận, họ kém hơn quá vội vàng. Vì lứa của Quang Hải, Văn Hậu và Công Phượng rất xuất sắc và thật dễ hiểu khi mà chiếm giữ được các vị trí chủ chốt ở câu lạc bộ cũng như là đội tuyển quốc gia. Ví dụ tại V-League, Kể từ đầu mùa giải 2021 đến nay, Quang Nhỏ không một lần đá chính và tổng số lần ra sân là 45 phút, tương đương với một hiệp đấu. Trần Văn Đạt, Lê Xuân Tú thậm chí còn chưa ra mắt trong màu áo của Hà Nội, dù đã 21 hay 22 tuổi. Mặc dù vậy, thứ họ thiếu chỉ là sự tin tưởng. Giống như Thanh Bình hay Việt Anh, những người có màn bứt phá ngoại mục, Quang Nhỏ, Văn Đạt hay là Xuân Tú hoàn toàn có thể là Quang Hải tiến linh tiếp theo nếu đạt được khi mà được trao niềm tin. SEA Games 31 chính là cơ hội tuyệt vời dành cho U23 Việt Nam để họ chinh phục, bảo vệ tấm huy chương vàng cũng như là niềm tin của các huấn luyện viên. Biết đâu vào tháng năm tới thì một thế hệ mới được ra đời chính trên đất Việt và tới họ thì bóng đá Việt Nam có thể vững vàng hơn trong tương lai. Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa công bố 3 cầu thủ U23 cộng 3. Dù đã chính thức công bố danh sách 27 cầu thủ cho U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31, song huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn bỏ ngỏ ba cái tên cho suất quá tuổi. Đầu giờ chiều ngày 5 tháng 4, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chính thức công bố danh sách 27 tuyển thủ U23 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 31 sẽ diễn ra vào tháng 5 tới. Bản danh sách này ngay lập tức đã gây ra tranh luận khi mà vắng đi nhiều cái tên nổi bật như là Hai Long hay là Văn Tới. Bên cạnh đó, thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng chưa công bố về ba lựa chọn cho suất quá tuổi góp mặt tại SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà. Theo quy định của điều lệ môn bóng đá SEA Games 31, các đội sẽ được đăng ký tối đa 3 cầu thủ trên 23 tuổi. Do vậy, ông Park cùng với cộng sự vẫn đang cân nhắc để có thể là lựa chọn ra những cái tên xuất sắc nhất cho đội tuyển Việt Nam, bổ sung vào danh sách đội tuyển U23-3 Việt Nam tham dự đại hội. Việc danh tính ba cầu thủ chưa được chốt và công bố cho thấy một phần quyết định đang trông chờ vào việc Nguyễn Quang Hải sẽ cập bến đội bóng nào sau khi mà chia tay Hà Nội FC. Trước đó, thì huấn luyện viên Park Hang-seo từng khẳng định Quang Hải chính là ngôi sao tấn công hay nhất của bóng đá Việt Nam. Việc có được sự phục vụ của tiền vệ này hứa hẹn sẽ giúp cho U23 Việt Nam bảo vệ được tấm huy chung và SEA game. So với Hoàng Đức, Quang Hải dài dặn kinh nghiệm thi đấu hơn và sẽ giúp cho rất nhiều trận đấu của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, cầu thủ đang thi đấu cho câu lạc bộ Hà Nội này lại có quyền từ chối tham gia SEA Games 31 nếu như mà anh ký hợp đồng thi đấu cho một đội bóng nước ngoài cùng lúc với giải đấu diễn ra. Việc Quang Hải gia nhập đội bóng quốc tế sẽ khiến anh phải phụ thuộc nhiều vào quyết định của đội bóng mới, khác với trường hợp của Văn Hậu, câu lạc bộ Hà Nội giờ đây sẽ không thể ra mặt xin tạo điều kiện cho anh về nước tham dự SEA Games. Trong khi đó thì Đại hội thể thao Đông Nam Á lại là giải đấu không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA. Cả đội bóng chủ quản sẽ sở hữu Quang Hải có quyền đưa ra lời từ chối không nhà anh cho U23 Việt Nam để tránh chấn thương. Bởi lẽ khi đã chi ra khoản tiền lớn để chiều mộ Quang Hải, đội bóng luôn muốn cầu thủ của mình có một thể trạng tốt để cống hiến cho câu lạc bộ, thay vì là bị bào mòn thể lực ở những giải đấu như là SEA Games, mật độ thi đấu 2 ngày trên một trận. Trong trường hợp không thể có được sự phục vụ của tiền vệ Nguyễn Quang Hải, huấn luyện viên Park Hang-seo buộc sẽ phải đưa ra phương án thay thế. Nhiều khả năng cái tên sẽ được chọn là Nguyễn Hoàng Đức. Quả bóng vàng 2021 đang dần khẳng định mình trong màu áo của câu lạc bộ Viettel lẫn đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bóng đá Việt Nam ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.